Ngày 28 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã khám xét phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, từ sáng cùng ngày, các đơn vị đã có mặt ở trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để khám xét và tiến hành thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, máy móc. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 đối tượng để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Đồng thời, Công an tiếp tục mở rộng khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập các đối tượng liên quan. Theo điều tra ban đầu, từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như cơi nới thùng, các tiêu chuẩn an toàn, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. Từ đó, Công an khám xét tại các trung tâm đăng kiểm 6003D tỉnh Long An, 7102D tỉnh Bến Tre, 8302D tỉnh Sóc Trăng, 6602D tỉnh Đồng Tháp, 6303D tỉnh Tiền Giang và các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh, 5015D thành phố Thủ Đức, 5007V quận Bình Tân, 5010D huyện Củ Chi, 5017D huyện Nhà Bè. Ngày 20 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 33 bị can về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Công an xác định giám đốc các trung tâm đăng kiểm chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi gần 10 tỷ đồng.